Tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã 30 ngày qua không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự vào cuộc của không chỉ các cấp chính quyền, mà còn là ý thức phòng chống dịch của mỗi gia đình, mỗi người dân. Tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn sáng trên phố Nguyễn Hải Thanh, thành phố Hải Dương, khi khách hàng đến ăn đều được ghi lại thông tin liên lạc, quán cũng có đầy đủ các loại dung dịch khử khuẩn, chỗ rửa tay cho khách vào ăn, bố trí khoảng cách giữa các bàn ăn theo đúng yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm sạch sẽ và thoáng mát. Cửa hàng chúng tôi thì từ chủ đến nhân viên đều thực hiện quanh chính sách, coi như là chấp hành mọi nội quy, ghi chép khách ra và khách vào, số điện thoại đầy đủ và thực hiện coi như là an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ, rồi về trật tự an ninh đầy đủ, phòng chống dịch COVID-19. Việc ghi lại nhật ký khách hàng vào ăn như cửa hàng trên chỉ là số ít trong số các cửa hàng duy trì thực hiện. Bên cạnh việc chưa được quan tâm đúng mức phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới của các cửa hàng kinh doanh ăn uống, đặc biệt là dịch vụ ăn sáng, trà đá giải khát, thì còn phải kể đến tâm lý chủ quan của một bộ phận khách hàng tới những nơi đây. Ban chỉ đạo chúng tôi cũng đã cho các lực lượng chuyên môn xuống từng hộ kinh doanh ký cam kết và nhắc nhở. Mặt khác thì về phía địa phương cũng chỉ đạo giải quyết kiên quyết không cho các hạng ngành hàng buôn bán kinh doanh trên vỉa hè và các nhà hàng phải đảm bảo đúng yêu cầu. Bài học kinh nghiệm từ nhà hàng Thế Giới Bò Tươi 36 Ngô Quyền vẫn còn đó. Các địa phương tại thành phố Hải Dương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm túc. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, đừng vì chủ quan mà khiến tình hình dịch bệnh trở nên khó kiểm soát.